còn các bạn mà cứ 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 hàn nửa nửa vời thì đảm bảo là chết. Ví dụ như các bạn nhìn này, ở cái này để mình hơi nghiêng tay nhá. À. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Còn nếu mà các bạn dí thẳng tay này, tiết điểm tốt này. Đấy. Các bạn muốn ăn nó sâu à. Đấy. Thì các bạn sẽ nghiêng một tí xíu, nhưng mà các bạn nghiêng quá cao các bạn sẽ nhìn thấy này, nó nổ như pháo hoa. Đấy. Đơn giản đấy thôi. Các bạn nhé, với cái máy hàn xeo pin này thì anh em hay phô pin anh em phí này của hãng, bây giờ cái cổ râu của nó thì nó không còn một đoạn thép anh em giữ lại đấy, thì anh em đỡ phải hàn ở trên những cái mạch pin này, có những con nó có những con nó không có. Thế thì anh em nếu mà để mà hàn thì tùy anh em biết làm sao để vừa nó có nhiều cái phương thức hàn để trước để sau đều được. Đây anh em lấy một cái pin chết ra, anh em thử cái mối hàn, thử cái mối hàn xem là nó có ok không, xem là hàn pin nó có ok không. Đấy, đấy thì đối với những cái con 11 Pro Max này, này khi anh em cắt này, cắt bằng kéo chậm chậm này thì anh em để lại cái râu này, để lại cái râu đời nào mà anh em nên để lại cái râu xeo phôi pin để em để này. Anh em có thể hàn bằng tiệm hoặc anh em có thể hàn bằng bằng ấy đều ok hết, rất là đơn giản thôi. Đấy, thì cái mối hàn bằng tiệm thì hàn ở trong này nó cũng rất là đẹp, mà anh em có thể để nhiều các phương thức khác nhau, để nhiều tư thế tùy anh em, nghĩa là làm sao mà mình không để nó chết cái cổ pin. Đấy, anh em hàn thử bằng những cái kia thử xem là cái nhiệt à cái ấy nó đã tốt chưa. Đây em quay kỹ rồi thôi, quay phóng zoom to đấy, rất là đơn giản đấy thôi. Hàn thì như xin luôn, anh em mà để nó sát vào nó không bị lệch thì nó không bị nổ, nó không bị bắn. Nếu mà anh em để tay mà nó lệch thì nó không tiếp xúc được với nhau thì nó tay bắn nó hay nổ. Đấy là đơn giản này thôi. Mỗi hàn đây anh em nhìn này, dầm như xin luôn. Cái này thì cơ bản là không thể tháo được. Đây anh em có chỉnh trang để cắt lại cho nó đẹp thì tùy anh em bằng cái siêu kéo chống chạm này. Đấy, đấy thì ngoài ra nó có một cái quanh này, nếu anh em làm quen tay thì anh em dí vào quanh này, quanh này quanh cốm sứ, kéo cốm sứ thì cũng là nó chạm chặt những cái quanh kia. Nếu nó còn dài mà nó chưa với tới thì anh em cho nó vào cắt lại đi. Đấy. Thì đây anh em nhìn nó đã như zin chưa? Đấy, vẫn không nhìn thấy cái vết hàn gì cả. Đấy, em cho sát vào. Đấy, coi như là không hàn luôn. Cái này thì không thể rời ra được. Không thể rời ra được. Đấy, nó có cái tép tép pin cho anh em xem luôn. Đấy, từ từ ra để. Giữ không? Em đi đây để thì anh em thì bằng cái bộ bình thường thôi, còn mình thì tặng mình có hai nhiều cái đồ chơi, cắm cái điện có điện ở đâu cắm điện, bởi vì có các kiểu đồ chơi nhưng mà mình hay nghịch ngợm, nghịch ngợm nên là nó đấy, anh em nhìn nhá, lên cái thông số này, bỏ thông số này đó, lại cắm lại thông số cho anh em xem. Con này thì mình sẽ cho nó đang là 77% pin khi mà dâu pin cũ, mình sẽ cho nó lên luôn là 100% luôn cho anh em. Yeah. Để có những cái phương thức cho anh em. Ok nhá. Thế anh em phải thay sửa phôi pin. Cái này như zin luôn, không phải gì cả. Rồi anh em đóng siêu đóng cái thứ lại là ok. Ok nhá, cảm ơn anh em nhé. Chào bác nhé. Mình thấy là những ngày qua là anh em là tranh cãi về nhau rất nhiều về cái pin này pin nọ rồi. Cảm thấy cũng hơi mệt mỏi cho cả người làm và người bán. Đó. Anh em hàn là bên này thì ok, còn bên này thì không ok. Bên cứng thì ok, còn bên mềm thì không ok. Gọi vậy cho anh em dễ hiểu. Và anh em hàn nó hay bị phồng, anh em hàn hay bị chết. Thế thì nó có rất nhiều những cái phương pháp hàn khác nhau. Ví dụ như đây là một con pin, con pin này xấu nhất đi. Con pin này là anh em dùng thiếc rồi nhưng không hàn được. Anh em chưa biết cách hàn, thời gian nó đơn giản thôi. Dí cái thiếc hàn xịn vào này hàn nó ok. Cái cách hàn này, sao cho nó ăn thì nó cũng dễ thôi, nó không có gì phức tạp mà. Đấy. Ví dụ như đây là mình sẽ nói về cái vấn đề là anh em hàn là ở bên cứng này ok, còn bên mềm cũng ok. Đấy. Vậy cho anh em dễ hiểu. Thế thì nếu mà anh em hàn, ví dụ như đây là cái dâu pin, anh em hàn ở dưới này thì chắc chắn 100% là nó sẽ không ăn.
anh em Hàn ở trên này thì nó sẽ ăn. Tại sao lại như thế? Đây, mình Hàn cho anh em xem. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn hàn thì nó sẽ gây ra là phóng điện rồi mạch này, chạm này, nổ này, anh em sẽ chết mạch này. Đấy, thế thì làm sao mà nó lại không nổ được nữa mà nó lại không bị rách mạch? Đấy, thì bản chất là do cái đấy, là cái nhất là anh em vệ sinh nó chưa sạch giữa cái đầu, giữa cái lớp này và cái lớp hàn, và tay thì mình chưa xuống hết. Đấy, anh em thấy không, nếu mà tay mình xuống hết thì không bao giờ nó nổ. Đấy, đấy, anh em thấy không. Đấy, nên là khi mà lỏng tay này, khi mà để lệch này, khi mà để bẩn này, hai tiết diện nó không thể nối được với nhau thì nó sẽ không thể hàn được. Đấy, thế thì ở đây là mình sẽ cố tình hàn cho anh em thấy là nó đã, nếu mà cái bên mỏng đấy anh em hàn lỏng nó sẽ nổ. Anh em nhìn thấy không, cái này anh em chỉ có lôi rách ra thì nó rách thôi chứ nó không đứt được. Thế thì anh em nhớ kỹ là khi hàn lại sao bị nổ là cái bề mặt nó không sạch, nó không đẹp, nó không phẳng, nó không dính được vào với nhau. Thế thì anh em cần phải làm cho nó phẳng, cho nó sạch. Nếu mà anh em hàn nó bị bẩn rồi thì cạo nó đi, còn nếu mà anh em hàn nó đẹp, nó sạch rồi thì anh em cho nó phẳng phiu đi. Yeah, anh em sẽ hàn nó sẽ ăn. Anh em để ý này, tại sao mà mình lại nói anh em hàn dưới, nếu anh em hàn trên nó không dính đâu. Ở cái bên mềm ấy, đây này, bám theo nguyên lý nhà sản xuất, khi mà nó bắn ghim đinh laser, tức là độ ăn dày xuống, bắn ghim từ bên này, từ cái dâu pin này này, ghim xuống cái lớp của nó thì nó sẽ thành như một cái đinh ghim ở đây, thì nó bắt buộc phải ghim ở bên có cái dâu này. Nếu mà ghim ở bên kia thì thành là nó sẽ rách ngay. Đấy, vì nó tuét nó không ăn mà. Đấy, nên là anh em làm thì phải giữ lấy cái dâu này. Đấy, giữ lấy cái dâu này. Đấy, anh em có thể hàn trước hàn sau thì mỗi người một cái kinh nghiệm khác nhau. Đấy, còn nếu mà anh em mà cái bên cứng thì anh em thích hàn ở bên nào thì hàn, còn bên mềm đấy. Đấy, nếu mà anh em để mà nó hở như này thì nó sẽ ăn rất là sâu, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ rách. Mình nhìn anh em. Còn nếu mà anh em mà để nó sát bề mặt, tức là nó không có cái hở, như anh em để ý mà xem. Đấy, không có cái bề mặt hở thì nó lại hàn rất là chắc. Thế thì tại vì thấy anh em hơi chủ quan ở cái vấn đề này nên là nó hay bị chết. Thế thì khi mà nó hở ra như thế thì nó hay phóng điện mạnh, nó hay làm chập mạch pin. Đấy, đấy, anh em nhìn không, mỗi hàn sẽ là như zin luôn. Đấy, anh em nhìn không, nó đã khác biệt hẳn chưa. Đấy, đấy, so với cái lúc mà bị hàn nó thủng lỗ. Đấy, nếu mà anh em mà để hở ra này, mình sẽ để hở cho anh em xem này. Đấy, đấy, anh em thấy không? Đấy, rất là đơn giản đấy thôi, nó sẽ nổ.
nó phóng. Cái nào làm nóng quá thì nó chết mạch rồi, nó làm phóng điện tới thôi, chết IC thôi. Thế thì cái hàn mạch pin này nó rất đơn giản. Còn ví dụ như là nếu mà anh em, ví dụ như là anh em để ý này, đây là cái cách mà anh em để ra để mình hàn để cho các bạn nhìn thấy. Thế còn nếu mà các bạn là để sẵn như này vì mục đích của nó thì cũng sẽ là uốn cái mạch pin này vào đây đúng không? Uốn cái mạch pin này vào. Này. Và chừa cái mạch pin này lên trên. Đấy. Đấy. Thế thì anh em để nó sát vào đây thì anh em hàn, anh em kém vào cũng không sao cả. Tùy từng mạch. Ví dụ như là mạch này, các bạn nhìn thấy không? Uốn nó vào. Uốn nó vào thì cái độ tiết diện của nó là chạm hết vào cái này. Các bạn nhớ là nó phải là chạm hết vào cái này nhé. Và khi mà hàn thì các bạn chú ý này, không để nó hở thì nó không bị rách thủng lỗ. Cái hai như là cả tay mình, nếu các bạn sợ nổ thì các bạn lấy một cái banh sứ hoặc ở bạn ấy đừng để nó chạm banh sắt thì nó hay chạm chọc. Còn các bạn lấy một cái banh sứ, bánh sứ, kéo sứ, kể cả tay mình các bạn nó không làm chết được đâu. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Đấy. Mình phải phóng to cho anh em xem thêm một tí nữa. Này. Anh em đã dễ nhìn chưa? Đấy. Nếu mà các bạn để lệch như con này, bao giờ nó có một cái chế độ này, các bạn xem này, dí vào nó tít này, dí vào nó tít nó báo tức là đã chạm này, nhưng mà các bạn chạm làm sao mà cho nó biểu. Rồi các bạn thấy không? Thì ở cái bên mềm này là các bạn hay bị không ăn này, không hay bị dính này. Đấy, rất nhiều vấn đề. Thế thì nó sẽ gây ra là một thời gian là không thể trao đổi cái dòng điện ra vào cho nó hợp lý được. Thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn để lỏng ở đây thì nó cũng sẽ thường hay rất hay nguy hiểm này. Đấy. Đấy. Nó sẽ hay bị nổ này. Đấy. Rất là đơn giản đấy thôi. À. Đẹp luôn. Khi đấy thì các bạn cho nó vào như này thì nó như zin luôn và nó không bị rách cái lớp mạch này, nó không bị rách cái lớp mạch, nó cũng không bị hở, nó cũng không bị gì cả. Đấy, cái này thì các bạn làm xong thì các bạn ấy cho nó đẹp và cho mình dán cho mình một cái là mát cổ pin và dán cho mình một cái lớp siêu đen ở đây để cách lớp nó ra. Cái này là mình uốn quá nhiều lần, mình hàn cho các bạn quá nhiều lần để mà nó không thể rách, không thể chết được. Đảm bảo cho các bạn là đẹp keng kèng ngay. Về cái mức độ chỉnh của cái này ở đây thì nó có hai cái trường phái, một là cái siêu tụ này, tụ là nó vào điện nhanh, tích điện nhanh chỉ ra điện nhanh, nhưng các bạn đừng có để nó kiệt quá. Tụ thì nó không sao, nhưng kiệt cắm vào nó không sao, nhưng mà cái hàn chập mà có pin ấy thì các bạn để kiệt quá thì sau một thời gian hay phồng pin hoặc yếu đi. Còn những cái lớp này thì mình dùng là sau một thời gian thì mình phải cạo sạch nó đi để cho nó tiếp điện tốt. Và khi dí là phải dí thẳng tay hoặc là tức là chính xác tay, đừng cứ rung này thì hay nổ, hay là cái tiếp điện của này là phải thật chắc tay, tức là chắc là để nguyên như này, đừng có hơi chạm này, nhìn người ta làm này nó nhẹ nhàng vậy nhưng mà người ta làm nó là cả một quá trình, người ta hay chết nhiều rồi, người ta quen tay rồi. Nhưng thực ra là các bạn phải cứ chặt tay
Nếu các bạn chưa quen các bạn ấn chặt này vào, chặt vào không bao giờ nổ luôn. Còn các bạn mà cứ hàn nửa vời thì đảm bảo là chết. Ví dụ như các bạn nhìn này, ở cái này đấy, mình hơi nghiêng tay nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Còn nếu mà các bạn dí thẳng tay này, tiết biệt tốt này, đấy, các bạn muốn ăn nó sâu rồi, đấy, thì các bạn sẽ nghiêng một tí xíu, nhưng mà các bạn nghiêng quá cao các bạn sẽ nhìn thấy này, nó nổ như pháo hoa, đấy, đơn giản đấy thôi. Các bạn bây giờ xem xong clip này thì các bạn làm pin thì mình không dám nói các cao thủ, nhưng mà nếu mà để bình thường các bạn làm 10 10, họa ngoài chân con thì thôi, là ý giời. Cảm ơn các bạn nhé.